Hello, hôm nay mình sẽ làm một cái video này để giải thích một số cái thắc mắc cho các bạn nhé. Ví dụ như là nhiều bạn thì bảo là chị chọn cho em cái cây hoa trà cung đình nhưng mà cái màu nó phải đỏ đỏ đậm đậm ấy nhá chị nhá. Em không thích màu nhạt. Đấy là một khách ạ. Có khách khác thì lại bảo là em ơi, chị muốn cái bông hoa trà hồng nhưng mà hồng hơi nhạt nhạt nha em nhá. Thì hôm nay mình sẽ giải thích với các bạn là thực ra nếu mà nói về trà hồng ạ, hay còn gọi là trà phấn cung đình thì nó chỉ có một màu hoa là màu hồng thôi. Nhưng mà như thế này, mình sẽ giới thiệu là đây là cái nụ nụ non ạ. Xong nó to dần thì nó mở mắt ra đây và nó bắt đầu nó hé hé ở cái đầu nụ này. Tiếp đến thì nó sẽ ra cái bông như này ạ. Khi mới nở thì nó thế này. Các bạn nhìn thấy đây nó có đậm không ạ? Rất là đậm. Đây trên cùng một cây hoa này, bông ở dưới nó lại lợt hơn này. Mà nó lại có cái kiểu trắng trắng ở giữa. Đó. Thì thực ra là như này. Đây bông hoa, đây là cái nụ ạ. Đó, thì là khi bắt đầu mới nở thì cái màu hoa của nó rất là đậm. Nhưng dần dần những bông hoa khi bắt đầu nó sắp tàn. Đây, nở này, mới nở ra này, mới nở ra này, bạn thấy nó đậm không ạ? Đây trong, đó, nó đậm hơn. Xong rồi bắt đầu nó nhạt. Và trong nó còn trắng 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 ạ. Đây, bạn nhìn thấy cái cánh hoa này. Đấy, mới nở đây. Nó đỏ, đậm, rất là đẹp. Đó, nhưng sau dần đấy thì bắt đầu này. Nó trắng dần. Nó màu thành màu hồng nhạt. Xong ở giữa nếu mà nhìn mình nhìn ngoài mình cũng cứ có cảm tưởng như là ở trong lòng của nó là màu trắng luôn đấy các bạn. Đây này, giống như bông hoa này. Đấy. Và nữa, càng sắp tàn thì nó lại càng trắng nữa. Đấy bạn nhìn thấy không ạ? Hồng đậm, rất đậm ở ngoài này. Sau đấy rồi đến hồng nhạt này. Và đến xong cuối cùng là thành trắng này. Đấy như vậy là đó là do là khi mình quan sát các bông hoa tại các thời điểm khác nhau thì nó thế nhé bạn nhé. Chứ không phải rằng là nó có hai loại giống đâu ạ. Nó chỉ có một loại thôi. Còn đâu ấy thì cái bông hoa trà mi mà màu hồng ấy, cung đình thì nó sẽ không được to. Bạn thấy cái cây này là nó cũng không sai hoa nắm nên là cái bông hoa nó mới to như thế này. Còn đối với những cây mà nó chi chít nụ ấy, thì nó lại còn không được hoa không được to như thế này đâu ạ. Rồi, mình hy vọng là với cái video clip này đã giúp bạn giải thích và làm rõ hơn được rằng là cái cây hoa trà mi mà màu hồng hay còn gọi là cây trà cung đình thì nó chỉ có một cái màu hồng thôi. Còn do là các cái bông hoa từ cái lúc mà nụ nó mới nở thì nó sẽ có màu hồng đậm hơn. Còn khi mà nó sắp tàn ạ, giống như bông hoa này là bạn nhìn thấy này, hai bông hoa ở trên này là bạn thấy nó sắp tàn rồi đấy ạ. Đây cái cánh ở ngoài nó đã bị héo rồi thì nó bắt đầu nó chuyển sang màu hồng nhạt dần và thậm chí rằng là ở trong lòng của nó mình còn cảm tưởng như nó là màu trắng ấy ạ. Nếu bạn thấy cái video của mình mà hữu ích, giúp bạn chút xíu gì đó để có thêm cái kiến thức về cây hoa trà thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh của mình để sớm nhận được các cái chia sẻ của nhà vườn về cách trồng và chăm sóc các loại cây, loại hoa bạn nhé. Cảm ơn các bạn nha.